Lần đầu san hoàng hôn ở độ cao 3.143m tại đỉnh Phan Xipang hùng vĩ là một loại trải nghiệm như thế nào? Sau đó tiếp sức bằng một bữa tối toán cá hồi là cá hồi xíu ngon. Có thể nói hôm nay là một ngày may mắn của mình bởi vì là ngày đầu tiên lên Sapa, cũng là ngày đầu tiên mà Phan Xipang mở lại. Mình được chị Hương, một thổ địa ở đây, dẫn đường, bởi vì đi Phan thì mình đã đi rồi, nhưng mà để mà san hoàng hôn được ở trên Phan thì không phải ai cũng làm được đâu nha, phải căn thời điểm đấy. Chị đưa tụi mình đi xuất phát từ lúc 3:30-4 giờ kém tại ga Mường Hoa, và tàu hôm nay cái tầm này thì vắng lắm nên là tha hồ chụp choẹt sống ảo luôn ạ. Chỉ ngồi độ tầm khoảng 5-6 phút thôi mà mình có tí tỉ bức ảnh đẹp mang về. Cơ mà nếu có một câu để miêu tả về cái chuyến đi săn hoàng hôn này thì nó chính là quá nhanh, quá nguy hiểm. Bởi vì 4 giờ đã là chuyến cáp treo cuối rồi mà bọn mình còn gặp trục trặc trong cái khâu mua vé nữa nên là suýt tí nữa thì bị bỏ lại luôn. Khúc này trông thảnh thơi sang choảng vậy thôi chứ trước đấy mấy chị em đứa nào đứa nấy chạy thục mạng mới lên được đến đây ạ. Nhưng mà không sao không sao, lên là thấy nó xứng đáng thực sự luôn, vẫn kịp ngắm hoàng hôn nhá. Giữa muôn trùng núi non trùng trùng điệp điệp là một biển mây trắng trải dài vô tận tới cuối trời. Ui, nó đẹp tới nao lòng luôn ý. Cầm cờ tổ quốc trên tay mà bản thân mình cảm thấy vô cùng tự hào, bởi vì Việt Nam mình quá đẹp, đẹp tới cái mức mà không có ngôn từ nào có thể diễn tả nổi. Tầm này là chuẩn bị đi xuống rồi mà bầu trời vẫn quá ư là xịn. Sau đó thì mình về homestay thay quần áo cho nó đỡ lạnh một chút rồi tạt ngay qua cá hồi vua làm một bữa cá hồi thật là hoành tá tràng. Quán này thì mình đã nghiên cứu trên các hội nhóm cũng như là hỏi ý kiến một số các anh chị đã có kinh nghiệm đi Sapa rồi thì toàn là phản hồi tốt thôi. Cho nên để bù lại sức cho một ngày đầy hoạt động thế này thì nó cứ phải gọi là chuẩn không cần chỉnh. Nhà hàng thì có không gian 2 tầng khá là rộng rãi và sạch sẽ, cơ mà tầng 1 thì siêu đông nên là tụi mình chọn lên tầng 2 ngồi cho nó thoải mái. Ngồi xíu chưa kịp ấm mông thì đồ ăn đã lên rồi. Món đầu tiên là cá tầm sốt Thái. Xèo 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 xèo. Nghe tiếng thôi các bác đã thấy mở lem chưa, chứ tôi đây là rớt hết cả nước miếng ra rồi. Cá tầm được chế biến sốt với các loại nguyên liệu rau củ như là ớt chuông này, tỏi, hành tây nên là thơm lắm, ăn giòn sần sật quyện với cái sốt Thái đậm đà bóng bẩy, ta nói nó ngon hết sảy luôn ạ. Thêm nữa là cái tỏi ăn ở trong đây nó không hề bị hăng tí nào mà ngược lại cứ kiểu bùi bùi ấy, bởi vậy ta lấy một miếng bánh mì sau đó cho một miếng cá rồi lại thêm một miếng tỏi nữa thì nó cứ phải gọi là quên đi. À đấy, tí quên thật, vào nhà hàng cá hồi vua mà lại không ăn cá hồi thì quả là một thiếu sót lớn lao. Chúng ta sẽ từng bước giải cứu cho cá hồi. Đầu tiên là hô hấp nhân tạo cho em nó, sau đó là đi massage, kế đó là cho đi xông hơi, thế là ta đã có một món cá hồi xông hơi ngon lành canh đào rồi. Món này thì cứ phải ăn nóng nó mới ngon, ta sẽ thấy cá tươi ăn mềm ngọt chấm với cái sốt hải sản là đúng hợp luôn. Còn em sashimi cá hồi này thì sẽ cho thấy sự khác biệt lớn nhất giữa cá hồi Sapa và cá hồi ở dưới miền xuôi. Dưới mình thì chủ yếu nó sẽ là cá hồi nhập khẩu kiểu cá hồi Na Uy các thứ ấy, còn trên này cá hồi Sapa thì nó sẽ ít vị béo hơn, bù lại thì ăn dai hơn, chắc thịt hơn và có màu cam cực kỳ đẹp mắt nữa. Dù là ăn không hay là cuộn chung với các loại lá tía tô các thứ thì vẫn ngon nè. Tiếp theo thì vẫn là cá hồi rồi, nhưng mà là cá hồi đút lò phô mai. Cái món này thì nó ăn sẽ béo béo ngậy ngậy, nhưng mà nóng hơn một chút xíu nữa thì sẽ ngon hơn nhiều. Cuối cùng thì xin phép chia tay em cá hồi một chút để đến với nồi lẩu cá tầm ấm áp bập bùng sôi sung súc sung sục. Cái miếng cá tầm thì thớ nào ra thớ nấy trông đỉnh thực sự ạ. Ấy xong thả cá vào đợi một chút cho thịt nó chuyển trắng hơi cong cong một chút là mình ăn được rồi. Còn về nước lẩu thì các bác cứ yên tâm bởi vì nó sẽ hơi chua chua xíu xiu dễ ăn cực kỳ. Sau nhà hàng còn có một anh nhân viên chuyên thổi sáo nữa cơ, bà nào đến thì cũng sẽ tặng như thế này nè, mọi người cùng mình nghe một đoạn nhé.